Sử dụng kháng sinh hợp lý trong những phần tai mũi họng thường gặp. Thực ra đây là một cái chủ đề mà muôn thuở và lúc nào nó cũng mới và lúc nào nó cũng không mới. Về định nghĩa kháng sinh thì định nghĩa kháng sinh cổ điển trước đây thì kháng sinh là gì? Kháng sinh là những chất do vi sinh vật tiết ra, vi khuẩn hoặc vi nấm có khả năng kìm hãm sự phát triển của vi sinh vật khác. Và một cái định nghĩa về kháng sinh mới đó là kháng sinh là những chất do vi sinh vật tiết ra hoặc những chất hóa học bán tổng hợp với nồng độ rất thấp có khả năng đặc biệt kìm hãm sự phát triển hoặc tiêu diệt được vi khuẩn. Thì đấy là cái định nghĩa về kháng sinh. Thế thì định nghĩa về kháng sinh này thì nó lại chia ra làm hai loại. Đấy là gì? Đấy là kháng sinh diệt khuẩn và kháng sinh kìm khuẩn. Thì người ta dựa vào cái gì? Người ta dựa vào cái tỷ lệ giữa cái nồng độ tối thiểu trên cái nồng độ kìm khuẩn tối thiểu, diệt khuẩn tối thiểu ở trên cái nồng độ kìm khuẩn tối thiểu. Nếu như cái tỷ lệ này lớn hơn bằng 4 thì kháng sinh có tác dụng kìm khuẩn và nhỏ hơn 1 thì đó là kháng sinh diệt khuẩn. Về phân nhóm kháng sinh hiện nay thì chúng ta thấy là có 8 nhóm mà chúng ta thường gặp và chúng ta đã biết từ trước đến nay rồi, bởi vì bây giờ cũng có rất ít những cái kháng sinh mới. Thứ nhất là nhóm beta-lactam, thứ hai là nhóm amylosid, thứ ba là nhóm chloramphenicol và nhóm thứ tư là nhóm tetracycline, nhóm thứ năm đấy là nhóm macrolide và lencosamide, nhóm thứ sáu đấy là nhóm quinolone và nhóm thứ bảy đấy là nhóm 5 nitroimidazole, nhóm thứ tám đấy là sulfonamide và một cái nhóm mới phát hiện kháng sinh mới trong năm 2017 đó là tesobactin, và cái nhóm thứ 10 đấy là một số cái kháng sinh mà chưa phân nhóm. Thế thì vậy cơ chế tác dụng của kháng sinh như thế nào trong cái cơ chế diệt khuẩn? Thì tiêu chung lại tất cả những cái kháng sinh này thì nó đều có 5 cái cơ chế để tác động đến cái vi khuẩn. Thứ nhất là ức chế tổng hợp màng tế bào của vi khuẩn. Thứ hai là ức chế chuyển hóa axit folic. Thứ ba là tổn thương gây tổn thương màng tế bào vi khuẩn. Thứ tư là ức chế tổng hợp protein. Và thứ năm đến ức chế tổng hợp axit nucleic. Về đề kháng kháng sinh thì như chúng ta đã biết là khi mà chúng ta đã sử dụng kháng sinh thì đương nhiên là sẽ có sự đề kháng kháng sinh. Cái này cho hết cỡ chưa? Đương nhiên là sẽ có sự đề kháng kháng sinh. Thế thì kháng sinh đầu tiên của chúng ta phát hiện ra đấy là cái penicillin. Thì đến năm 1945 đấy, thì đến năm 1948 chúng ta đã thấy xuất hiện cái sự kháng với cả penicillin. Thế và đến năm 1959 thì chúng ta có một loại kháng sinh mới, đấy là methicillin, đây là để chống cái tụ cầu vàng. Nhưng mà đến năm 1960 thì chúng ta cũng lại xuất hiện cái kháng sinh mà kháng cái methicillin. Thế thì từ đó cho nay thì chúng ta thấy xuất hiện các nhóm như là những cái nhóm macrolide, thế là nhóm quinolone, rồi những cái nhóm tesobactin như tôi vừa nói. Thế và để thúc đẩy cái quá trình mà sản xuất để nghiên cứu những cái kháng sinh mới trong cái tình hình mà cái vi khuẩn kháng thuốc như hiện nay. Thì bây giờ không phải chỉ có các nhà nghiên cứu nữa mà kể cả các những nhà nghiên cứu và những cái nhà đầu tư đã phối hợp với nhau để làm sao thúc đẩy nghiên cứu sản xuất ra một loại kháng sinh mà nó đáp ứng được với cái nhu cầu mà đề kháng kháng sinh lớn như hiện nay. Tại sao nó lại dẫn đến sự xuất hiện đề kháng kháng sinh? Thì cái thứ nhất là chúng ta lạm dụng kháng sinh. Nên là cái đầu tiên là chúng ta lạm dụng kháng sinh. Cái thứ hai là chúng ta dùng kháng sinh mà gì không theo đúng cái quy định về cái thời gian điều trị. Cái thứ ba là kháng sinh khi mà con người chúng ta có nhu cầu thì đương nhiên là nó sẽ kèm theo tất cả những cái nhu cầu phát triển chung của xã hội, đặc biệt là những cái nông trại. Thì chúng ta thấy là gì? Bắt buộc chúng ta phải sử dụng kháng sinh cho gì? Cho gia súc để chúng ta nuôi, rồi kháng sinh cho cá. Và tiếp theo nữa, đấy là những cái mà vệ sinh kém trong cái bệnh viện, dẫn đến những cái nhiễm khuẩn chéo ở trong bệnh viện. Và về vệ sinh cá nhân thì chúng ta kém và dẫn đến cái hệ sinh vệ sinh cộng đồng.
chúng ta cũng kém. Thế do đó là gì? Do đó là chúng ta sẽ dẫn đến hiện tượng đề kháng kháng sinh. Và một yếu tố nữa như tôi vừa đề cập lúc nãy, đó là gì? Thiếu những cái kháng sinh mà chúng ta sản xuất mới. Thiếu những kháng sinh sản xuất mới. Tức là vậy, chúng ta xem cái đề kháng kháng sinh này nó có tác dụng gì và nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta hiện nay. Chúng ta thấy rằng gì? Nếu như về ung thư thì tỷ lệ tử vong do ung thư trên toàn thế giới có 8.200.000 người. Thế và do đái đường là bệnh chúng ta gặp phổ biến hiện nay thì có 1.500.000 người. Và tai nạn giao thông thì 1.200.000, nhưng đề kháng kháng sinh của chúng ta thì vì cái đề kháng kháng sinh này mà gì, mỗi một năm chúng ta sẽ có 10 triệu người chết vì cái đề kháng kháng sinh. Và với cái, như vậy thì với cái chi phí hàng năm thì chúng ta chi phí đến hàng trăm tỷ cho cái vấn đề mà điều trị kháng thuốc. Và đó là lý do tại sao mà WHO và các cơ quan quốc tế khác chỉ rằng kháng sinh thực sự là mối đe dọa nghiêm trọng, thách thức với điều trị hiện tại và trong tương lai. Còn tình hình đề kháng kháng sinh ở Việt Nam thì sao? Có tỷ lệ đề kháng kháng sinh cao nhất. Bởi vì có lẽ chúng ta mua rau sạch nó còn khó hơn là chúng ta mua kháng sinh. Không ở đâu trên thế giới này mà chúng ta mua kháng sinh dễ như ở Việt Nam. Và thực trạng cái sử dụng kháng sinh của chúng ta thì dẫn đến cái tỷ lệ kháng kháng sinh nó do cả hai phía, chứ không phải nó do một phía. Phía thứ nhất đến là gì? Phía thầy thuốc. Phía thứ hai đến là phía bệnh nhân. Và người ta nghiên cứu, trong những cái nghiên cứu người ta chỉ thấy rằng là gì? Ở trong những cái bệnh lý ở người lớn thì chỉ có 38% có chỉ định sử dụng kháng sinh là đúng và 46% là kê đơn sử dụng kháng sinh không đúng. Thế còn ở trẻ nhỏ thì gì? Thì 78,4% là chỉ định dùng kháng sinh đúng và 69,2% là không đúng chỉ định. Vậy thì chúng ta lựa chọn kháng sinh như thế nào cho phù hợp, trong khi hiện tại bây giờ chúng ta có 9 nhóm kháng sinh. Thì các nghiên cứu đã đưa ra một cái lựa chọn kháng sinh năm đúng. Thứ nhất là đúng với bệnh nhân. Thứ hai là chỉ định đúng thuốc. Thứ ba là chỉ định đúng thời điểm. Thứ tư đấy là chỉ định đúng liều lượng và đường dùng. Và thứ năm đấy là dùng đúng thời gian. Thì đấy là những cái mà chúng ta phải luôn luôn chúng ta chú ý khi chúng ta sử dụng kháng sinh để kê đơn cho bệnh nhân. Bởi vì kê đơn kháng sinh cho bệnh nhân cũng là một cái nghệ thuật của nhân viên y tế chúng ta, đặc biệt là bác sĩ. Nếu như mà những người có điều kiện mà chúng ta kê những cái thuốc mà bắt người ta uống nhiều thì người ta cũng chẳng mua. Thế mà khi mà những người mà với cái thu nhập trung bình hoặc thấp mà chúng ta kê cái loại kháng sinh đắt tiền quá thì người ta cũng chẳng có tiền để mua. Do vậy thì người ta sẽ không dùng kháng sinh. Và tại sao lại phải sử dụng kháng sinh nhiều? Bởi vì sao? Bởi vì bệnh lý. Và đặc biệt là Việt Nam chúng ta thì gì, nằm trong cái vùng mà khí hậu nhiệt đới, bốn mùa nóng ẩm, và cái nồng độ mà độ ẩm của chúng ta rất là cao. Và theo thống kê của thế giới thì chúng ta thấy là gì, đến 160 triệu lượt người là đi khám là vì nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, trong khi tăng huyết áp chỉ có gì 119 triệu người. Và những cái bệnh lý khác như rối loạn về tâm lý thì chúng ta thấy là chỉ có 28 triệu người thôi. Do đó thì cái mức độ mà gì bệnh lý do nhiễm khuẩn thì nó là cái mà thường gặp nhất để khiến bệnh nhân đi khám bệnh. Vậy trong tai mũi họng chúng ta thường dùng kháng sinh cho những bệnh lý gì? Thứ nhất đấy là trong những cái viêm họng cấp. Và viêm họng cấp thì chúng ta lại phải phân biệt ra làm hai loại. Đấy là viêm họng cấp do virus và viêm họng cấp do vi khuẩn. Và cái này là cái mà chúng ta thường là chúng ta sai trong cái vấn đề sử dụng kháng sinh ở trong cái này, bởi vì chúng ta không phân biệt được cái viêm họng cấp do virus hoặc viêm họng cấp do vi khuẩn. Do đó chúng ta cũng lạm dụng kháng sinh. Vậy chúng ta phân biệt giữa cái hai viêm họng như thế nào? Thứ nhất là những cái viêm họng do vi khuẩn thì thường là khởi phát từ từ. Thế còn virus thì nó đột ngột,
đột ngột xảy ra chứ nó không 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 từ từ. Đau họng luôn có triệu chứng tăng dần. Và ở bên này thì cái cảm giác nó rát họng thôi chứ nó không đau họng. Sốt cao thì đột ngột, còn bên sốt bên vi khuẩn thì tăng dần. Đặc biệt khi chúng ta khám thực thể thì chúng ta thấy là gì? Là có những cái giải mạc mủ hoặc có những cái ổ viêm loét mà nó xuất tiết dịch. Thế còn trong cái viêm do virus thì chúng ta chỉ có thấy là toàn bộ cái niêm mạc họng sung huyết hoặc bề mặt amela sung huyết, nó có phủ một cái lớp nhầy như là cái nước cháo loãng ở trên bề mặt mà thôi. Đây là một cái thang điểm Centaur để chúng ta gì? Chúng ta đưa ra cái tiên lượng về cái nguy cơ, về những cái nguy cơ trong cái viêm họng, đặc biệt là cái viêm họng do liên cầu mà beta tan huyết nhóm A. Thì cái này thì cái đây là một cái mà rất hữu ích cho chúng ta để chúng ta ứng dụng trong cái lâm sàng. Thì chúng ta thấy đây người ta dựa vào các triệu chứng. Thứ nhất là không có ho. Thứ hai là sưng hoặc có hạch vùng cổ trước. Thứ ba là nhiệt độ trên 38 độ. Thứ tư là những cái ổ viêm loét ở amidan mà xuất tiết. Và thứ năm đến là tuổi từ 3 đến 14 tuổi. Hoặc là gì? Từ 15 cho đến 44. Đấy, và tuổi mà trên 45 thì cũng được một điểm. Ở trong cái nhóm nguy cơ này thì cái tuổi 15 đến 44 người ta không xếp vào trong nhóm nguy cơ. Và cái này thì người ta đưa ra một khuyến cáo là nếu cái thang điểm Centaur này từ 3 đến 4 điểm thì cái đấy là rất có nguy cơ trong cái nhiễm khuẩn mà liên cầu tan huyết nhóm A. Thế thì để làm sao chúng ta chẩn đoán được cái này thì nó có hai cái dụng cụ để chúng ta chẩn đoán. Cái thứ nhất là chúng ta dùng cái test để phát hiện kháng nguyên nhanh, thì cho kết quả nhanh trong vòng 15 đến 20 phút và độ nhạy là từ 70 cho đến 90%. Và độ đặc hiệu thì khá cao, 90 đến 95%. Thì cái này làm rất là nhanh. Và cái một cái nữa đấy là gì? Chúng ta nuôi cấy vi khuẩn, tức là chúng ta lấy dịch ở gì? Ở họng và chúng ta nuôi cấy vi khuẩn. Thì cái này sẽ cho chúng ta kết quả sau 48 cho đến 72 giờ. Và cái độ nhạy của nó là 95%. 95%. Đây là cái chẩn đoán mà viêm họng do liên cầu tan huyết nhóm A thì dựa trên cái thang điểm Centaur. Thì chúng ta mới thấy rằng là gì? Là trong những cái này thì nó có những cái tỷ lệ mà phần trăm giữa cái test này dương tính với cả gì, với cả cái thang điểm này, và đặc biệt là thế. Vậy thì nếu như cái thang điểm này từ 0 cho đến 2 điểm thì chúng ta thấy cái tỷ lệ dương tính của nó chỉ có gì 17%. Thế nhưng mà từ 3 cho đến lớn hơn hoặc bằng 4 điểm thì nó tăng đến 34 đến 56%. Và bên cạnh thì đấy là một cái điểm để cái sơ đồ minh họa cho cái mà thang điểm Centaur. Vậy khi mà cái điểm Centaur này lớn hơn hoặc bằng 3 thì chúng ta cân nhắc để dùng kháng sinh. Và chuẩn đoán cái mà viêm họng mà do cái liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A thì đây là những cái nghiên cứu và đây là những cái dấu hiệu để cho chúng ta xác định. Thứ nhất là gì? Ho thì không có, hạch cổ ở vùng cổ trước, đau đầu, đau mỏi cơ, viêm loét ở vùng màn hầu, viêm loét ở họng. Thế và có tiền sử mà trong 2 tuần gần đây thì có cái dấu hiệu của cái nhiễm khuẩn liên cầu tan huyết nhóm A, và nhiệt độ thì trên 38 độ và viêm loét amidan. Đây là một cái điều trị, một cái sơ đồ điều trị mà với những cái viêm loét họng. Thì với những cái trường hợp mà chúng ta nghi ngờ những cái yếu tố mà nguy cơ theo thang điểm Centaur, nếu như mà gì không có cái thang điểm của chúng ta mà từ 3 trở xuống thì chúng ta nên cân nhắc và theo dõi. Còn khi mà có những cái triệu chứng mà trên 3 điểm thì chúng ta sẽ phải tiến hành. Thứ nhất là nuôi cấy
và bắt đầu sử dụng kháng sinh. Có nghĩa là gì? Theo Thurnham Center, chúng ta trên 3 điểm, mặc dù chưa có bằng chứng chính xác là do cái vi khuẩn liên cầu 8.3, thì chúng ta cũng vừa nuôi cấy và chúng ta vừa dùng kháng sinh. Khi có kết quả nuôi cấy mà âm tính thì chúng ta dừng kháng sinh, mà khi có kết quả mà dương tính thì chúng ta tiếp tục dùng kháng sinh. Trong cái điều trị mà cái viêm họng liên cầu tạo huyết nhóm A thì chúng ta thấy là gì? Cái penicillin của chúng ta thì nói chung là cái tỷ lệ mà điều trị thành công của nó thì rất thấp, rất thấp. Và cái ERI cũng vậy thôi. Đấy, nhưng mà cái tỷ lệ mà điều trị thành công cao thì với những cái kháng sinh phối hợp, ví dụ như là amoxicillin kết hợp với cả clavulanic hoặc là clindamycin. Và tại sao mà chúng ta lại thất bại trong những cái việc mà điều trị với penicillin hoặc với ampicillin hoặc với những cả cái beta lactam mà tự nhiên hoặc là bán tổng hợp? Thứ nhất là do cái yếu tố vi khuẩn đồng mắc. Tức là vi khuẩn đồng mắc nó không phải có một loại vi khuẩn, có nhiều loại vi khuẩn mà nó tiết ra cái men beta lactamase để bất hoạt những cái kháng sinh thế hệ đầu tiên của cái nhóm beta lactam. Và đồng mắc với cả cái liên cầu thì kèm theo cái catalase hoặc những hệ vi khuẩn tương động khác. Và penicillin thấm không đủ nồng độ cần thiết vào nhu mô amidan. Và cái nữa đấy là gì? Đấy là đề kháng với cả kháng sinh, chẳng hạn như là nhóm gì macrolide như là erythromycin, dùng kháng sinh không hợp lý, không đúng liều, không đúng thời gian điều trị. Và đặc biệt đấy là gì? Cái sự sử dụng kháng sinh nó không đúng và không đầy đủ của bệnh nhân, không đúng và không đầy đủ của bệnh nhân. Thì đấy là những cái mà dẫn đến những cái thất bại của sử dụng kháng sinh. Thế thì một số loại kháng sinh như chúng ta thấy là gì? Kháng sinh mà tác dụng diệt vi khuẩn ở cái nồng độ thì cái đấy thì chúng ta lại phải gì? Chúng ta lại phải chia liều chúng ta uống. Thế nhưng khi chia liều chúng ta uống thì chúng ta thấy là gì? Là có sự nhớ và quên của bệnh nhân. Chứ không phải là bệnh nhân nào cũng nhớ là đúng giờ để chúng ta uống. Và người ta thực hiện một cái nghiên cứu là cùng kháng sinh đấy, nhưng người ta sẽ chia ra là gì? Một lần dùng, hai lần dùng và ba lần dùng trong ngày. Thì người ta thấy là gì? Cái mà mức độ mà bệnh nhân không bị quên khi mà dùng một lần trong một ngày thì là có tỷ lệ cao nhất, có tỷ lệ cao nhất. Còn hai lần trong một ngày thì chỉ đạt 90%, ba lần trong một ngày thì còn giảm hơn nữa. Và chúng ta cái lựa chọn kháng sinh của chúng ta, lựa chọn kháng sinh của chúng ta thì trong tất cả những cái chúng ta đều thì chúng ta đều có thể sử dụng penicillin hoặc là ampicillin hoặc là ampicillin, và đặc biệt là chúng ta nên dùng ưu tiên cái nhóm mà gì mà cái amox mà cộng với cả gì acid carbolic hoặc là nhóm clindamycin hoặc là nhóm macrolide, đặc biệt là cái azithromycin. Đây là cái hiệu quả của clindamycin. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Trong những cái viêm amidan và viêm mũi xoang cấp thì nó đạt đến trên 90%, và trong cái viêm tay giữa cấp và viêm họng cấp thì nó đạt đến gì khoảng 80%. Đây là một cái phác đồ điều trị của cái bệnh viện Nhi đồng 2 trong thành phố Hồ Chí Minh. Và cái này thì tôi không đi sâu vào. Còn trong viêm mũi xoang cấp thì chúng ta thấy đây là một cái sơ đồ mà điều trị để dựa vào những cái triệu chứng có nguy cơ hay không có nguy cơ. Và đây là cái gì? Những cái viêm mũi xoang cấp ở người lớn thì chúng ta thấy là gì? Hiện nay thì người ta không chia theo cái như thế này nữa, mà bây giờ người ta chỉ chia theo cấp và mạn. Thì ở đây chia ra làm 3 cái, đến là gì? Đến là cấp, bán cấp và mạn. Thì bán cấp thì sẽ gì? Lớn hơn 4 tuần mà nhỏ hơn 12 tuần. Thì chúng ta thấy là trong cái sơ đồ này chúng ta thấy là gì? Cái đầu tiên khi mà nhỏ hơn bằng 4 tuần thì chúng ta phải nghĩ đến cái virus. Và nếu như mà là virus thì chúng ta không sử dụng kháng sinh, không sử dụng kháng sinh. Nhưng mà khi virus mà bội nhiễm mà có biến chứng hoặc là nghi ngờ biến chứng, nghi ngờ biến chứng thì chúng ta phải tìm hiểu thêm những cái
hay chuẩn đoán khác. Ví dụ như là gì, chúng ta có thể cho chụp phim tức là về chuẩn đoán hình ảnh để chúng ta quyết định có dùng kháng sinh hay không. Còn trong những cái mà viêm mũi xoang mà mạn tính, tức là thời gian lớn hơn 12 tuần, thì chúng ta không dùng kháng sinh khi không có biến chứng hoặc không có biểu hiện của viêm đợt cấp. Thì đây là vẫn là một sơ đồ tiếp theo của cái điều trị viêm mũi xoang. Và chuẩn đoán viêm mũi xoang cấp thì chúng ta dựa vào 4 cái triệu chứng. Thứ nhất là chảy mũi, thứ hai là ngạt mũi, thứ ba là đau nhức vùng mặt, thứ tư là rối loạn ngửi. Và 7 triệu chứng phụ đấy là gì? Ho, vướng đờm, khịt khạc đờm, hơi thở hôi, đau đầu, đau tai hoặc đau cung răng hàm trên. Vậy chuẩn đoán thì chúng ta dựa vào cái gì? Chuẩn đoán thứ nhất là chúng ta sẽ dựa vào, một là thời gian nhỏ nó bằng 12 tuần. Cái thứ hai là có 2 triệu chứng chính. Trong đó ít nhất phải có 1 triệu chứng là chảy mũi hoặc ngạt mũi, hoặc 1 triệu chứng chính. Trong đó cái triệu chứng chính này phải là ngạt mũi hoặc chảy mũi và cộng với 2 triệu chứng phụ. Cái phân biệt giữa cái viêm mũi xoang cấp do virus và vi khuẩn thì chúng ta thấy là gì? Một là cái do virus thì nó sẽ khởi phát đột ngột và các triệu chứng của nó biểu hiện gần như toàn bộ của cái đường hô hấp trên, vừa chảy mũi, vừa hắt hơi, vừa ngạt mũi, vừa đau rát họng và người thì mệt mỏi và đột ngột và sốt cao. Thế còn những cái bội nhiễm do vi khuẩn thì chúng ta thấy là gì? Từ 5 cho đến 7 ngày hoặc 5 đến 10 ngày mà dấu hiệu, những cái dấu hiệu trên không đỡ mà mũi lại chuyển màu từ cái màu trong sang cái màu đục hoặc màu vàng, thì cái đấy là cái chúng ta phải nghĩ do bội nhiễm do vi khuẩn. Đây là những cái mà viêm mũi xoang cấp mủ các triệu chứng điển hình, ví dụ như là gì? Chảy mũi đục hoặc là vàng hoặc là có mùi hôi và đau cung răng hàm trên, ấn các điểm xoang thì thấy đau, và đặc biệt là chúng ta soi thực thể thì chúng ta thấy mủ ở mũi hoặc là ở khe giữa. Và khi mà chúng ta xác định là viêm mũi xoang do vi khuẩn thì cái đầu tiên của chúng ta cũng không phải khuyến kháo chúng ta sẽ dùng kháng sinh ngay, mà gì, mà chúng ta hãy theo dõi một cách đầy đủ, theo dõi một cách đầy đủ bằng cách đánh giá những cái triệu chứng và diễn biến hàng ngày. Nếu như mà không nặng, không đe dọa sẽ biến chứng thì chúng ta có thể theo dõi và dùng những thuốc khác khi chúng ta chưa sử dụng kháng sinh. Thì đây là một cái sơ đồ mà để chúng ta lựa chọn kháng sinh, và cũng là một cái sơ đồ để chúng ta quyết định điều trị. Bởi vì những cái tiêu chuẩn ở trên ấy, thì không phải để dành cho bác sĩ chuyên khoa, mà dành chủ yếu là cho các bác sĩ đa khoa, đặc biệt là các bác sĩ về y, cho các bác sĩ gia đình. Thì trong cái trường hợp mà sử dụng những cái kháng sinh nó không đỡ, không hoặc là nó không tiến triển, thì chúng ta có thể gửi đến bác sĩ chuyên khoa để chúng ta tiếp tục cái phác đồ điều trị tốt hơn. Ở trong cái viêm mũi xoang cấp thì chúng ta thấy là gì? Cái ngày đầu tiên thường là chúng ta nên sử dụng cái amoxicillin và carvedilat 45mg trên kg cân nặng một ngày. Thế và ngày thứ hai thì chúng ta có thể dùng đến 90mg trên kg cân nặng một ngày bằng đường uống. Trong cái trường hợp mà dị ứng với cả cái beta lactam thì chúng ta có thể dùng cái levofloxacin 10 cho đến 20mg trên kg cân nặng bằng đường uống, hoặc là kanamycin 30 đến 40mg trên kg cân nặng. Thì đấy là những cái mà gì, những cái kháng sinh chúng ta thường xuyên mà chúng ta sử dụng. Thế còn trong những trường hợp mà kháng thuốc, ví dụ như là amoxicillin, carvedilat, thì chúng ta có thể dùng cái gì? Có thể dùng cái clindamycin hoặc levofloxacin. Trong cái trường hợp mà nó nặng thì chúng ta có thể gì? Có thể phải dùng đường tiêm. Khi mà đường uống chúng ta không đáp ứng được thì chúng ta có thể dùng đường tiêm. Đường tiêm thì chúng ta có thể sử dụng cái amoxicillin và với cả carvedilat, hoặc là ampicillin cộng với cả sulbactam. Trong trường hợp mà chúng ta sử dụng mà cái ampicillin cộng sulbactam thì chúng ta sẽ dùng liều là 200-400mg trên kg cân nặng một ngày và đường tiêm. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cetirizine 50mg trên kg cân nặng một ngày. Chúng ta có rất nhiều thuốc. Và trong những cái kháng sinh mà ở trẻ em thì nó cũng vậy thôi. Cái ưu tiên đầu tiên của chúng ta
thì cũng vẫn là cái amoxicillin và cái clavulanate. Trong những trường hợp mà dị ứng thì chúng ta sẽ chuyển sang levofloxacin hoặc là clindamycin. Trước đây trong cái mà cái Quinolone thì chúng ta không dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi, nhưng mà bây giờ thì nó có những cái thay đổi trong cái phác đồ điều trị bởi vì cái tính kháng kháng sinh của vi khuẩn. Và bệnh nhân có những nguy cơ đề kháng cao thì chúng ta có thể sử dụng cái amoxicillin và clavulanic liều cao hoặc là sultamicin, tức là ampicillin cộng sulbactam. Thì trước đây thì chúng ta thường là chúng ta tôi nói qua về cái sử dụng cái amox và cái clavulanate. Thì thường các bác sĩ bây giờ xem các đơn của bác sĩ thường là gì, những cái này 1 gram nhân với cả 14 viên ngày uống 2 lần, ngày uống 2 viên chia 2 lần, thì ngay như những cái đơn của chúng ta nhìn thấy cái đấy đã là cái mà gì mà chúng ta chưa cho đúng hàm lượng, và đây cũng là cái nguyên nhân dẫn đến kháng thuốc rất nhiều. Bởi vì cái liều tối thiểu của chúng ta nó phải là 5 mg trên kg cân nặng trên 24 giờ. Nhưng chúng ta không cần quan tâm tới là cân nặng bao nhiêu cả. Có khi một đứa bé coi như thế là 13, 14 tuổi nhưng mà gì nó 80 cân rồi. Người lớn cũng vậy thôi. Đây chúng ta cứ sử dụng, chúng ta cứ phổ biến, chúng ta cứ đọc cái đơn của các thầy và cha. Đấy là tôi nói ngay ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội này chứ chả về đâu khác cả. Thì đây là cái gì? Cái mà chúng ta phải bỏ. Chúng ta bây giờ chúng ta phải tính cái hàm lượng đấy trên kg, trên 24 giờ. Thì chúng ta mới dùng đủ liều thì nó mới hạn chế nên mới kháng sinh được. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ như thế này thì cái nó kháng sinh thì đương nhiên là gì? Đương nhiên là nó sẽ rất cao. Và những cái tỷ lệ tác dụng mà gì không mong muốn của nhóm cái sultamicin thì thấp hơn so với những cái nhóm khác. Ví dụ như tiêu chảy. Tiêu chảy mà chúng ta dùng, kể cả chúng ta dùng cái nhóm amox cộng với cả clavulanate mà với tỷ lệ là 1:8 chứ không phải 1:4. Thường ở thị trường Việt Nam này chúng ta chỉ có tỷ lệ 1:4 này. Tính ở Pháp thì cái tỷ lệ này là tỷ lệ 1:8 rất nhiều. Nhưng mà gì? Nhưng mà nó vẫn gây tiêu chảy. Thì cái đấy chúng ta có thể đổi sang cái gì? Cái sultamicin thì nó sẽ hạn chế cái tỷ lệ tiêu chảy nhiều hơn. Và cái thời gian điều trị thì cái thời gian điều trị của chúng ta bây giờ đây cũng vẫn là cái vấn đề mà chúng ta tranh cãi. Vậy thì chúng ta điều trị 5 đến 7 ngày hay là chúng ta điều trị 10 đến 14 ngày? Thì đây là cái mà gì, cái chúng ta vẫn chưa thống nhất đâu. Nhưng theo như khuyến cáo thì nếu như trong những trường hợp mà chúng ta chuẩn đoán là do niêm cầu tan huyết nhóm A thì chúng ta nên dùng 14 ngày, tối thiểu là 14 ngày. Đấy, chứ không phải là chúng ta dùng 5 đến 7 ngày. Còn do những vi khuẩn khác thì chúng ta chỉ nên dùng 5 đến 7 ngày mà thôi. Về cái viêm tai giữa cấp mủ thì chúng ta thấy rằng gì, viêm tai giữa cấp mủ thì cái vi khuẩn của chúng ta nó cũng đa hình thái và nó cũng thay đổi theo thời gian. Thì cái hay gặp của chúng ta có thể là liên cầu liên cầu, rồi là tụ cầu. Thế rồi là những cái loại khác như là catalalit hoặc là influenza, hoặc là đặc biệt rất hiếm, có khi tôi nói các thầy đây cũng ngạc nhiên, bởi vì trực khuẩn đường ruột. Và trực khuẩn đường ruột, tôi nghe hướng dẫn một cái nghiên cứu cách đây khoảng 3 năm thôi, trực khuẩn đường ruột chiếm khoảng độ gì gần 20%. Đấy là một cái nó rất là thay đổi. Thế thì kháng sinh trong cái nhóm viêm tai giữa cấp này thì có cái gì đặc biệt không? Thì nó cũng không có cái gì đặc biệt cả. Và cái ưu tiên đầu tiên của chúng ta vẫn là cái beta-lactam. Vẫn là beta-lactam, đặc biệt là cả amoxicillin. Thế và cái thứ hai là amoxicillin và clavulanic. Trong trường hợp mà hai cái này mà nó dị ứng thì chúng ta có thể lựa chọn sang cái gì? Sang cái levofloxacin hoặc là cái macrolide, chúng ta có thể sử dụng cái này. Và đặc biệt là cái sultamicin thì với những cái phổ kháng khuẩn rộng tác động trên cả cái gram âm và gram dương, và
trong những cái điều trị này thì chúng ta thấy là gì? Cái tỷ lệ mà sạch khuẩn chứ tôi không nói là tỷ lệ diệt khuẩn, tỷ lệ sạch khuẩn của cái methisultamicin là rất là cao, rất là cao. Đây là tỷ lệ sạch khuẩn của cái sultamicin. Thì chúng ta thấy là gì? Đáp ứng trên lâm sàng chúng ta thấy là đến 95 đến 98%. Thế còn cái gì? Cái sevulosin của chúng ta thì 50% là cái tỷ lệ sạch khuẩn. Trong khi đấy thì cái methicillin của chúng ta thì gì? Đến 95%. Và tỷ lệ mà cải thiện cái triệu chứng lâm sàng ở cái nhóm ampicillin và sulbactam thì cao hơn so với các nhóm cephalosporin thế hệ 2 và thế hệ 3. Thì đây là cái biểu đồ chúng ta đã nhìn thấy. Vậy kết luận cuối cùng của chúng ta là gì? Thứ nhất là khi chúng ta sử dụng kháng sinh thì chúng ta không sử dụng kháng sinh với những cái viêm cấp do virus hoặc trong những trường hợp vi khuẩn nhưng mà gì không có những cái triệu chứng nặng hoặc là có những biểu hiện của biến chứng thì chúng ta cũng chưa nên sử dụng. Cái thứ hai là lựa chọn là sử dụng kháng sinh đúng, đủ liều, đủ thời gian và ưu tiên sử dụng kháng sinh đơn dòng phù hợp với người bệnh. Amox hoặc là amoxicillin cộng với clavulanate luôn là lựa chọn đầu tay. Và nếu như bệnh nhân dị ứng với nhóm này thì chúng ta có thể chọn cái ampicillin và cái sulbactam hoặc macrolide. Và ampicillin và sulbactam hiệu quả an toàn trong điều trị nhiễm khuẩn tại vùng thường gặp như viêm xương cấp và viêm dưới cấp, đặc biệt là tỷ lệ sạch khuẩn khá tốt. Và khi phối hợp kháng sinh thì chúng ta phải dựa vào tương tác thuốc, bởi vì nhiều khi chúng ta tôi đọc những cái đơn chúng ta kê thì chúng ta thấy là sử dụng hai cái kháng sinh để tăng cái hiệu quả lên, nhưng hai kháng sinh này nó lại đối kháng nhau. Vậy đối kháng nhau thì nó lại không có tác dụng, không có tác dụng tương tác cộng mà nó lại có tác dụng tương tác trừ. Thì trên đây là cái bài trình bày của tôi. Thì một lần nữa tôi xin cảm ơn các thầy cô và các quý vị đã lắng nghe.